Xin chào anh em. Lại một mẫu xe nữa mới về bên em trong buổi tối ngày hôm qua. Xe cũng chưa kịp dọn dẹp gì đâu, em lên sóng luôn. Lên sóng luôn thì nó cũng chắc là nó cũng hơi xấu tí. Thì anh em nào mà có nhu cầu về cái mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em. Bởi vì sau video này thì trong buổi sáng ngày mai em sẽ cho đi dọn dẹp thêm, cho đi dọn dẹp cụ thể thêm. Thì sau đó là sẽ lên sóng lại chi tiết hơn. Video này chỉ mang tính chất khoe hàng. Giới thiệu anh em mới về một chiếc bán tải Ford Ranger WinTech sản xuất năm 2015. Sản xuất năm 2015 mang tên tư nhân một chủ từ mới. Chiếc xe mang nước sơn màu trắng, biển số của tỉnh Quảng Ninh 14C12134. Với dung tích xi lanh của chiếc xe này đang là 3.2, 2 cầu số tự động, máy dầu. Xe mang tên tư nhân một chủ từ mới, biển số Quảng Ninh, mới chạy được khoảng 12 vạn xịn. 12 vạn xịn không tua đồng hồ anh em nhé. Nói thật với anh em là không giấu gì, có nhiều chiếc này em tua, nhưng chiếc này mua một chủ như thế nào về nó nguyên như thế. Có những chiếc tua là tua cho nó đẹp thôi. Thực ra các bác đến mà thấy xe đẹp các bác vẫn yêu đúng không ạ? Chiếc xe mang tên tư nhân một chủ từ mới này được chủ bảo dưỡng khá là kỹ đây. Toàn Ford Quảng Ninh thôi. Và còn có cả bảo hiểm thân vỏ đến khoảng giữa năm sau nữa anh em ạ. Đấy, giữa năm sau nữa bác nào ở Quảng Ninh mua được chiếc xe này thì là bố của sướng luôn. Về cứ va quẹt lung tung đi, sau đó là sơn tổng thành một phát là bố bảo hiểm bố chịu hết rồi. Xe đẹp lại như mới, lại thay áo mới lại đẹp nguyên. Đây là một chiếc xe 2015 và đang được bên em giao bán với giá tiền là 565 triệu đồng. Chiếc xe còn khá là ok, riêng về nói về phần nội thất, máy gầm rồi các thứ là còn rất là ok anh em ạ. Máy còn zin đét luôn. Máy còn zin đét Sibo luôn và chất xe rất là đẹp anh em thấy không? 2015 thì thường thường anh em sẽ nghĩ ngay đến cái chất xe đó là form cũ, nhưng chiếc xe này đã được chủ nhân họ nâng lên form mới rồi anh em nhìn thấy. Mặt ca lăng mới này, đèn bi xi lông này. Rất là đẹp luôn. Nhiều anh em đi ngoài đường thì không biết đây là một chiếc xe form mới hay form cũ. Anh em mà đi ngoài đường thì đúng là không biết đâu mà lần. Nhìn thì rất là giống form mới đúng không ạ? Từ cái mặt bên ngoài đến cái hình thức sơ sơ. Nhưng mà anh em nào tinh chỉ nhìn cái vành na răng phát là biết ngay bố này form cũ ngay. Chiếc xe này rất là đáng tiếc đó là chủ nhân họ chưa độ thêm cái vành na răng. Với cái phiên bản 2015 form cũ này đã được nâng form mới này thì trợ lái của nó vẫn là trợ lực dầu. Trợ lực dầu anh em nhé. Chứ nó chưa lên được cái trợ lực điện. Ơi, tổng thành xe đây anh em nhìn này, rất là căng. Và lát nữa thì em sẽ quay đến phần nội thất rồi phần khoang máy để anh em sẽ rất là thích. Xe thì 4 lốp mới đăng kiểm còn rất là dài và bảo hiểm thân vỏ cũng còn đến khoảng giữa năm sau. Cho nên là anh em nào mua về thì yên tâm đi lại chiếc này thôi, không phải lo nghĩ gì cả, Tết này là có xe đi rồi. Vừa chống rét mà lại vừa có xe đi, xe bán tải thì trong thời gian vừa qua thì rất là hot. Bởi vì những chiếc xe bán tải hiện nay thì vừa đi làm mà lại vừa đi chơi được, cho nên là rất là sướng. Anh em nào mà yêu chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em Quân để được em tả cảnh chi tiết và cụ thể nhất về cái mẫu xe bán tải Ford Ranger này. Nhìn xa xa cứ tưởng là kiều nhưng đến gần hóa ngay người yêu chí phèo. Đẹp. Vậy anh em yêu mến chiếc xe này hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em Quân để em tả cảnh chi tiết hơn. Mong rằng anh em xem kênh mua bán ô tô của em Quân thì đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh bán ô tô của em Quân ngày càng lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn anh em. Và đây là hình ảnh chi tiết của em nó đây. Đầu tiên thì anh em nhìn thấy cái mặt ca lăng này. Đấy, đây là mặt ca lăng của form mới chứ không phải form cũ nhá. Khi mà anh em nâng lên cái form mới á, thì anh em phải thay toàn bộ cái lắp capo này, thay toàn bộ hai cái đèn này, thay toàn bộ cái mặt ca lăng này, thay toàn bộ cái ba đợt sốc dưới này. Đấy, thay cả cái hệ thống đèn gầm chiếu sáng này. Để cho nhìn cái form này nó đẹp hơn so với cái form cũ rất là nhiều. Nó cũng là theo tiết lộ của chủ nhân thì chủ nhân chiếc xe này thì anh ấy độ cái bộ này lên là mất 60 triệu đồng tiền độ. 60 triệu đồng tiền độ đấy, không ít thôi nhỉ. Nên là bác nào mua chiếc này thì em bảo với các bác rồi, rất đặc biệt bác Quảng Ninh thì là bố của sướng luôn, vừa được cái lọ được cái kia. Tiếp đến lại phải kể đến là bác ấy dán chống ồn quanh xe rồi, nên là xe khi các bác chạy ngoài đường này nó chắc lịch luôn, các địch và nó êm lắm, nó rất là êm mà chạy nó rất là sướng. 3.2 chạy nó đã thoát rồi mà anh em chạy ngoài đường này nó lại êm du chắc lịch, bởi vì là nó được dán chống ồn rất là dày dặn rồi anh em ạ, rất là dày dặn rồi. Đấy, tôn vỏ phía sau này chưa, không được dán nên nó như này này, còn được dán rồi khi anh em gõ đây nó cứ cộp. Nhưng mà không phải là lỗi mà dán đâu anh em nhé, đây là keo chỉ nó vẫn còn nguyên zin 100% luôn này. Đấy, keo chỉ rất là zin luôn, rất là zin, và nội thất của nó rất là đẹp.
Đấy, nội thất thì ok luôn, anh em yên tâm mua về là mai em cho đi spa, trong khoảng vài ngày nữa về là anh em không nhận ra ngay, không nhận ra ngay, sạch sẽ tinh tươm ngay. Đó, rất là sạch sẽ, rất là chắc chắn luôn. À, ghế nội thất, ghế nguyên bản, ghế da nguyên bản theo xe nhé, với phần lỉ và phần da nguyên bản luôn. Đấy, chưa đánh rửa gì đâu. Nếu mà được cho đi spa rồi dọn dẹp nội thất thì nó, cái ghế này nó sẽ bóng hơn rất là nhiều. Đây là em đang để nguyên bản này nhé, đang để nguyên bản này. Ghế không rách dưới gì cả, đời 2015 mà nó chưa hề rách dưới cả, xe chạy đúng chuẩn 12 vạn luôn. Đúng chuẩn 12 vạn luôn, không tua đồng hồ anh em nhé. Có những chiếc tua cho nó đẹp, nhưng chiếc này cam kết với anh em là không tua. Đây này, cái vạ ghế này nó chỉ hơi lứt chút xíu này. Đấy, còn chưa thèm làm gì luôn. Còn toàn bộ cái phần nhựa ABS anh em nhìn là nó rất là mới, rất là tươi. Nếu mà được đánh liền nữa thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Đó, rất là ok đây. Táp lô sạch sẽ lắm, táp lô rất là sạch sẽ. Với cái bản đủ 2015 này, bản 3.2 này thì anh em biết rồi, nó đã là hai cầu điện, hai cầu điện có chế độ điều hòa auto, 6 túi khí, phanh đĩa, phanh ABS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trơn trượt. Đấy, cái này nó chỉ chưa có khóa vi sai cầu sau so với bản mới và chưa có trợ lực điện. Còn nó cũng đã có 6 túi khí rồi, có cân bằng điện tử, có hỗ trợ khởi hành dốc, rồi có vân vân và mây mây rất là nhiều rồi anh ạ. Anh em yên tâm luôn, và chiếc này chân lỉ vẫn còn nguyên bản theo xe, tương đối là sạch sẽ luôn. Tương đối là sạch sẽ luôn. Wow. Từ phía sau nhìn lại đây thì anh em thấy cái cọc lái như thế này thì nó vẫn là cái cọc lái dầu, cọc lái trợ lực dầu. Và nó đã cũng đã có ga tự động cruise control, có đàm thoại rảnh tay điều khiển bằng giọng nói rồi, đầy đủ rồi. 6 túi khí quanh xe rồi. Nếu anh em nào say xe thì em tặng thêm cho anh em mấy cái túi luôn để đi cho nó yên tâm. Đó, rất là ok luôn đấy, anh em thấy không, sạch sẽ. Đó, rất là chất. Và anh em nào yêu chiếc xe này thì đúng là tuyệt vời rồi. Cái bậc lên xuống nữa lại tả lốt cho anh em cái bậc lên xuống. Thì cái bậc lên xuống thì chủ cũ họ đã độ lên này rồi. Họ đã thay cái bậc bậc của nó, trước đó là bậc inox tròn, ống tròn á. Thì nay họ đã bọc đã lắp cái bậc này rồi. Anh em nhìn này, nó rất là sang trọng luôn. Nó rất là sang trọng, bậc này không biết là cái bậc của loại gì nhưng rất là đẹp. 4 quả lốp thì rất là mới nhá. Đấy, 4 quả lốp này để anh em đi khoảng 4 vạn nữa mới phải thay riêng cái lốp này. Vành na răng đúc thì vẫn là nguyên bản theo xe, của vành na răng phay vẫn còn nguyên bản theo xe này. Đấy, vẫn nguyên bản theo xe. Thanh thể thao, thanh thể thao, thanh giá lóc đầy đủ hết. Đấy, thanh giá lóc, thanh thể thao. Rất là đầy đủ luôn. Đó. Bản đủ này nó cũng đã có ghế chỉnh điện anh em nhé. Đấy, ghế chỉnh điện 6 hướng này. Rất là hiện đại rồi, nó chỉ chưa lên được cái form mới, nó chưa có cái trợ lực điện thôi. Còn đây là số km xịn này, 12 vạn này. Đó, nhìn chung đây là một chiếc xe rất là tươi và rất là đẹp. Mình, em cũng rất là ưng ý cái chiếc này. Anh em nào mà yêu chiếc này thì đây là một sự lựa chọn hết sức là thông minh và sáng suốt. Giờ thì em sẽ nổ máy lên. Em sẽ nổ máy lên và anh em mình khám phá lốt cái phần động cơ xem nó như này. Chìa khóa thì vẫn còn đủ hai chìa anh em nhé. Đây là cái chìa mà em cầm theo này, chủ nhân họ bọc ra này. Rất là kỹ lưỡng này. Còn một cái chìa phụ ở nhà nữa, nó cũng là cái chìa khiển này luôn. Vẫn còn đủ hai chìa khóa. Đó, bản 3.2 nhưng mà máy nổ êm ru. Giờ em sẽ ra quay nguyên mộc luôn này cho anh em sướng. Anh em thấy không, cái bản cũ thì nó không có cái ti đẩy đấy đâu. Nhưng mà khi mà độ lên á, thì chủ nhân họ độ luôn cả cái ti này luôn. Độ luôn cả cái ti này luôn. Đấy, độ luôn cả cái ti đẩy luôn cho nó đẹp này. Trong đây là động cơ đây anh em nhìn này, khoang động cơ này. Đường con ốc còn nguyên chín hết, đường cam mà chưa ra cái tem mặt cam này còn 100% luôn. Nói chung là xe rất là chất. Đấy, máy móc đét bo bánh đồng với bạn còn với bạn đấy. Máy lổ anh em nghe thấy không ạ? Nó rất là chất, rất là êm ái luôn. Cái
kỳ chất, cực kỳ chắc và êm ái. Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em sơ bộ nhất về chiếc bán tải Ford Ranger Wincheck sản xuất năm 2015. Form mới này là form mới lân 2016. Chiếc xe được bên em chào bán với giá tiền là 565 triệu đồng. Anh em có nhu cầu sở hữu mẫu xe này hãy liên hệ cho em Quân qua số 0364763888 để được em tư vấn chi tiết và cụ thể nhất về cái chiếc xe này. Em Quân Ô Tô xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em Quân trong suốt thời gian qua. Chúc anh em cùng gia đình tìm được cho mình những cái mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh bán ô tô của em Quân ngày càng lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những mẫu video sau.